Nhận định, soi kèo, dự đoán bóng đá Bolivia với Venezuela, 2 giờ ngày 23 tháng 6, vòng bảng Copa America 2019. Thành tích đối đầu, thông tin lực lượng và đội hình ra sân của Bolivia với Venezuela. Dù chỉ đứng thứ 3 với 2 điểm ít hơn hai đội dẫn đầu là Brazil và Peru, thế nhưng trận hòa không bàn thắng trước Senegal ở lượt trận thứ 2 đã giúp Venezuela mở toang cánh cổng lọt vào tứ kết, bởi ở lượt bước cuối, trong khi Peru sẽ phải đụng độ với chủ nhà Brazil thì Venezuela sẽ có trận đấu được dự đoán là khá dễ dàng trước đối thủ yếu nhất bảng là Bolivia. Xét về mặt phong độ, nếu tính cả loạt trận giao hữu trước đó, Venezuela bất bại 3 trận gần nhất với 1 chiến thắng cùng 2 kết quả hòa. Xét về thành tích kèo, đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Rafael Dudamel giúp người chơi thu về thắng lợi ở 4 trên 5 lần ra quân trên các mặt trận. Trên sàn giao dịch, mức tỷ lệ chênh lệch 1 hòa ban đầu đang có xu hướng nhích lên ngưỡng âm 1/4. Diễn biến kể trên cho thấy giới mộ điệu châu Á đang đặt trọn niềm tin vào khả năng vượt kèo của Venezuela, nên nhớ ở lần đụng độ gần nhất giữa hai đội, La Vino Tinto giành chiến thắng với tỷ số 5-0. Phía đối diện, Bolivia đã chính thức nói lời chia tay sau 2 trận toàn thua cùng hiệu số bàn thắng âm 5. Dù rất muốn tri ân người hâm mộ, thế nhưng với đẳng cấp quá chênh lệch, việc Bolivia phải rời Copa America với 2 bàn tay trắng là điều không quá khó để dự đoán. Phong độ thi đấu gần đây của Bolivia với Venezuela. Soi kèo bóng đá hôm nay thống kê Bolivia mới giành được 2 chiến thắng trong 7 lần gần nhất đối đầu trước Venezuela. Venezuela chỉ thủng lưới 4 lần trong 5 trận gần nhất.